Xin chào tất cả các bạn đã đến với Khoảng trời của bé. Và ngày hôm nay thì Khoảng trời của bé sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật rất là đặc biệt trong bộ truyện tranh nổi tiếng ở Nhật Bản mang tên là One Percy. Và đó chính là nhân vật Sanji, một nhân vật được biết đến là một đầu bếp tài ba với những cú đá khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Thế nên anh ta được mệnh danh là Chân Đen. Và cùng với đó, anh ta có một ước mơ là có thể đến được một vùng biển có các loài vật sinh sống mang tên là All Blue. Và ngay sau đây thì các bạn cùng với Khoảng trời của bé sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong của bộ sản phẩm đấy nhá. Vâng, và đây chính là nhân vật Sanji của chúng ta. Một nhân vật có vẻ ngoài rất chi là cool và manly. Và chắc chắn là bộ sản phẩm này cũng dành cho những bạn nào mà cũng manly như anh chàng Sanji này. Và nếu bạn nào mà thích bộ sản phẩm này thì nhớ liên hệ lại với Khoảng trời của bé nhé, bằng cách là các bạn hãy comment ở bên dưới. Và nếu bạn nào thấy thích video này của Khoảng trời của bé thì các bạn nhớ subscribe và like để ủng hộ Khoảng trời của bé nha. Cảm ơn tất cả các bạn.